Hiểu tiếng Nhật nhưng lại không nói được tiếng Nhật. Muốn luyện tiếng Nhật nhưng lại khó để tìm một người bạn Nhật. Nghe thật là quen đúng không nào? Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho những vấn đề này nhé. Xin chào các bạn, mình là Hà Phương và hiện tại thì mình đang là sinh viên năm tư của Đại học Jochi. Với những bạn nào lần đầu tiên xem kênh Go With Mai thì ở đây mình cùng với chị Trân Mai và chị Mina là hai cựu sinh viên của Đại học Keio đang thực hiện những video về vấn đề học tập nói chung và học tiếng Nhật nói riêng để gửi tới các bạn những thông tin khách quan và hữu ích. Và trong video lần này thì chủ đề sẽ là 5 cách để tự luyện nói tiếng Nhật ở nhà ngay cả khi bạn chưa có môi trường để giao tiếp với người bản ngữ. Mình thì mình nhận thấy là cái việc học ngoại ngữ ở Việt Nam còn rất nhiều hạn chế trong việc dạy giao tiếp. Một phần là vì cái phong cách học thường là chú trọng nhiều trong việc lấy chứng chỉ. Và cái thứ hai là cái nguồn nhân lực giáo viên đủ khả năng để giao tiếp giỏi thì vẫn còn chưa nhiều. Vậy nên trong video lần này mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm để tự luyện nói tiếng Nhật ở nhà nghe sao cho nó nhanh hơn và tự nhiên hơn. Các bạn hãy đón xem hết cái video lần này nhé. Và phương pháp thứ nhất đó là nhớ theo cụm từ. Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là tại sao mình hiểu tiếng Nhật nhưng mà mình lại không nói ra được tiếng Nhật không? Một trong những nguyên nhân chính của việc này đó là các bạn có thể hiểu được cái ý nghĩa của từ đó là gì nhưng lại không biết cách sử dụng của từ đó. Khi mình nói đến cách sử dụng thì nó có nghĩa là cái từ đó được dùng trong bối cảnh như thế nào, lịch sự hay là thân mật, giới từ đi kèm với nó là gì hay là những từ khác thường được đi kèm với nó là gì. Thì cái nguyên nhân của vấn đề này đó là khi mà chúng mình học từ đấy thì chúng mình thường có cái thói quen là học chay, học thuộc lòng thôi chứ không hiểu được là cái cách sử dụng của từ đó như thế nào. Thì cái cách giải quyết cho vấn đề này đó là ngay từ khi các bạn học cái từ đó thì các bạn nên học theo cụm từ để hiểu được hơn cái cách sử dụng của từ đó. Ví dụ như khi mà mình học từ Jigyo chẳng hạn, Jigyo là tiết học, thì mình sẽ không chỉ học riêng một từ này, mình sẽ học cả cụm Jigyo, Jigyo o ukeru, đó là học cái tiết đó, thì mình sẽ hiểu được là cái từ này hay đi kèm với giới từ o và thường đi kèm với từ ukeru ở đằng sau. Hay có một từ khác như là sugosu. Sugosu thì có nghĩa là trải qua, nhưng mà nếu học thế thôi thì nghe nó rất là mông lung và mình sẽ không hiểu được cách dùng của nó như thế nào. Mình sẽ nhớ cả cụm là tanoshi jikan o sugosu, trải qua một quãng thời gian vui vẻ, có một quãng thời gian vui vẻ đó. Và phương pháp thứ hai là shadowing. Shadowing là một phương pháp giúp các bạn luyện tập phát âm và ngữ điệu qua việc bắt chước lại và nhắc lại một giọng nói nào đó. Bây giờ thì mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn shadowing nó nghe như thế nào. もしもし? お昼 買っていくよ。今コンビニいるんだけど、何がいい？おにぎりとか。おにぎりとか？パンの方がいいかな？パンの方がいいかな？わかった。わかった。どういう？Nếu các bạn để ý thì shadowing nó không phải là mình chờ người ta nói hết câu rồi mình bắt chước theo, mà mục tiêu của mình sẽ là chỉ chậm hơn người ta khoảng tầm 3 từ mà thôi. Đó, thì mình hiểu rằng cái việc này nó không phải dễ để mà thực hiện luôn được nên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từng bước. Bước 1, đầu tiên các bạn phải chuẩn bị một file nghe phù hợp với khả năng của mình. Nên chọn những file mà đã có bản thảo, tức là có câu trả lời người ta nói cái gì ở trong file nghe đó. Mình nghĩ là cái để nghe của JLPT khá là hợp để làm việc này. Và bước 2, trước khi các bạn bắt chước nói theo người ta thì các bạn phải đọc hiểu và nghe hiểu xem nội dung người ta nói cái gì. Và tới bước 3 thì bắt chước đoạn hội thoại. Đầu tiên để làm nó dễ dàng hơn thì các bạn có thể vừa nhìn cái bản thảo, vừa nghe và vừa bắt chước nói theo. Nhưng đến khi các bạn thuần thục rồi thì hãy bỏ cái bản thảo đấy sang một bên. Giờ các bạn chỉ có vừa nghe và vừa bắt chước nói theo mà thôi. Và hãy nhớ là mục tiêu của mình không phải chờ người ta nói hết rồi mình mới bắt chước theo, mà mục tiêu của mình chỉ chậm hơn người ta khoảng tầm 3 từ, chỉ chậm hơn một tí mà thôi nha. Và phương pháp thứ 3 cho những bạn nào mà thích một cái gì đó mới mẻ hơn và thử thách hơn, đó là imitation, có nghĩa là truyền đạt lại thông tin theo cách nói của mình.
Các bạn có nhớ những cái bài tập tiếng Anh mà hay được làm cấp 2, cấp 3 mình phải viết lại câu mà không thay đổi ý nghĩa của câu không? Thì ở đây mình cũng sẽ làm như thế. Khi các bạn đọc hay là nghe được một đoạn nào đó thì hãy cố gắng truyền đạt lại thông tin theo cách nói của mình. Có một vài cách thức để các bạn thực hiện phương pháp này. Đầu tiên, đó là các bạn có thể nói lại câu với những từ khác. Ví dụ như mình nghe hoặc đọc được một câu là An san wa nihongo hanasu koto ga dekiru. Thì mình có thể nói lại là An san wa nihongo hanaseru. Và với cách thức thứ hai thì là để luyện nói thêm nữa thì mình có thể tự bịa đặt, tự sáng tạo thêm thông tin chi tiết cho cái câu đó. Ví dụ như cái câu ở trên thì mình có thể nói lại là An san wa nihongo hanaseru node nihon no kigyo de hataraite iru. Và cách thứ ba thì cái cách này dành cho những bạn chăm hơn và có nhiều thời gian hơn một tí. Các bạn có thể tóm lược lại cái thông tin của một đoạn văn hoặc một cái bài văn theo cái cách nói của riêng mình. Và cái cách thứ tư đó là chú trọng học ngữ điệu của từ. Mình thì mình thấy rất nhiều bạn hay kể cả bản thân mình trong thời gian đầu đều hay mắc những cái lỗi phát âm cơ bản do đọc sai ngữ điệu. Ví dụ những lỗi thường gặp là tabemashita. Thì cái từ si thì các bạn hay nói thành sờ nhẹ, nhưng mà thật ra nó phải là cái sờ hơi nặng một tí. Tabemashita, nó phải là S-H-I. Hay là có những cái từ đồng âm khác. Và để giải quyết vấn đề này thì trước đây mình cũng đã giới thiệu cái trang web OGAD. Đây là một trang web rất hay để các bạn có thể tự luyện phát âm. Trang web này cho phép các bạn tra từ và tra ngữ điệu cách đọc của từ đó. Và có một chức năng rất hay của OGAD, đó là nó có danh sách từ theo những giáo trình phổ biến. Ví dụ những bạn nào đang theo Minano Nihongo ấy, thì các bạn chỉ cần click vào bài 1 của Minano Nihongo thôi, thì trong đấy họ đã có một danh sách đầy đủ những từ xuất hiện trong sách giáo khoa của bài 1, nghĩa là gì và cách đọc như thế nào, để các bạn có thể bắt chước theo mà không cần đánh từng từ vào một tra cho mất công làm gì nữa nhá. Và cái cách cuối cùng đó là hãy nghe mà không cần hiểu. Đúng rồi đấy, nghe mà không cần hiểu. Bất cứ khi nào mà các bạn làm những cái việc không cần đòi hỏi sự tập trung, ví dụ như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, thì hãy bật một cái file nghe gì đó bằng tiếng Nhật lên, phim ảnh hoặc là thời sự vân vân và vân vân. Cứ để đó và cho nó lọt vào tai bạn thôi. Các bạn không cần hiểu xem là cái nội dung người ta nói gì. Nó sẽ giúp cho các bạn làm quen với cái phản xạ ngôn ngữ nhanh hơn, làm quen với cái ngữ điệu, âm điệu của người nói và cái tốc độ của người Nhật nói như thế. Và mình vừa mới chia sẻ xong 5 phương pháp để các bạn có thể tự luyện nói tại nhà. Mình mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho một số bạn. Nếu các bạn có những câu hỏi gì thì hãy comment ở phía dưới này nhé. Và hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh Go With Mai nha. Tạm biệt các bạn.